là vào trong chánh điện đừng nói chuyện. Có bao nhiêu đó thôi thì các vị thấy, nếu chúng ta không có chánh niệm không phải chúng ta giữ được đâu nghe. Vào trong chánh điện có khi chúng ta lại còn lăng xăng hơn nữa. Chứ nếu mình vào tới điện Phật, mình nhìn thấy Đức Phật, mình vô cái chỗ trang nghiêm mà tâm mình nó thanh tịnh, nó có cái sự chánh niệm thì nó không có gì lăng xăng hết. Nhưng mà có khi trong cái chỗ nó tịnh thì lại quý vị bị nó động. Rồi có nhiều khi mình đi cái chỗ là nó ồn vậy chứ mình không nói được. Còn cái chỗ yên tĩnh đó, cái có khi mình cố gắng mình tranh thủ mình nói. Và cảm ơn cô. Là lúc này là cái máy để trong phòng rồi. Sáng ra thì thưa quý vị, là tôi xin phép nói về tôi một chút, là tôi ráng lúc này là tôi ráng thực tập dữ lắm. Cũng cảm ơn có một vài Phật tử điện thăm, nói sao đúng rồi không có thấy thầy tự có bệnh tật gì. Thật ra đúng rồi là cũng có cái một phần là về cái cơ thể đang tiết chế cái cơ thể. Phần thứ hai là chúng tôi đang điều tiết lại cái tâm của mình. Tôi nhớ người xưa có câu á, canh võ điền ưu thủy, canh thang điền ưu hạn, mà canh tâm điền thủy hạn hà ưu. Có nghĩa là canh võ điền ưu thủy là cái thời vua võ đó, dân tình thời đó họ canh, họ đắp đê, họ giữ nước, tại cái mùa đó nó lụt lội quanh năm. Cho nên tất cả dân của thời vua võ đó, họ ăn ngủ không có yên, là họ lo họ đắp đê, họ giữ nước, họ sợ nó tràn vào, nó làm cho hư hại hoa màu. Cho nên là canh võ điền ưu thủy là cái thời vua võ đó, thời làm ruộng, thời vua võ đó, là canh để giữ đừng cho nước tràn vào. Nhưng mà nó qua cái thời của vua võ rồi đó, thì tới thời vua thang đó, là canh thang điền ưu hạn, cái thời đó canh tác làm ruộng thời đó đó thì lại lo nắng không có nước, cho nên lo tháo đê, vỡ hết các cái bờ, các cái đập, các cái đê và ra để cho nước nó vào. Thế thì như vậy để đó là cái cuộc đời đó, nó đâu phải lúc nào nó cũng một thứ đâu. Cho nên cuối cùng rồi đó thì nó là canh tâm điền thủy hạn hà ưu. Có nghĩa là cái điều quan trọng của chúng ta là canh cái mảnh đất tâm á, thì dầu có nước hay là dầu có nắng cũng không có bị ưu phiền. Làm sao mình canh cái đó, vấn đề đó là đề quan trọng. Rồi đó là đọc binh thơ cụ chiến, đọc lực thơ cụ hình, đọc Phật thơ chiến hình vô cụ. Khi mà mình đọc sách binh thơ, đọc sách vào gọi là chiến tranh á, hay là những cái binh pháp á, thì coi như là lo sợ cái chiến tranh, cho nên gọi là đọc binh thơ cụ chiến, là đọc binh thơ chữ cụ đây là lo sợ cái chuyện chiến tranh. Cho nên nhiều khi mình đọc cái sách nào mà nói về đánh đá hay là nói về khổ đau, là tối mình ngủ mình cũng sợ phải không, tâm mình thấy thương thấy lo sợ. Cho nên đọc binh thơ cụ chiến, đọc lực thơ cụ hình. Mình mà học luật á, thì cái người học luật đọc sách luật á, thì thấy cái gì nó cũng tội hết á, cứ sợ phạm luật. Nhưng mà đọc Phật thơ thì chiến hình vô cụ. Nếu mình đọc sách Phật á, thì dầu cho luật hình hay là chiến tranh hay gì, mình cũng không có gì phải lo sợ. Các vị, cái hai cái câu này, sáng nay tôi nhắc hai câu này, các vị suy nghĩ, tôi xin nói trở lại. Canh võ điền ưu thủy, canh thang điền ưu hạn, canh tâm điền thủy hạn hà ưu. Xin dịch nghĩa là
cái thời của vua Võ, làm ruộng thờ vua Võ đó, thì sợ gì? Sợ nước lụt quá đi, cho nên lúa thóc qua màu nó chết, cho nên lo luôn luôn thần dân thời đó, mọi người làm canh tác thời đó, canh nông thời đó chỉ lo giữ gìn đừng để cho nó nước nó tràn vào. Cho nên cái thời đó gọi là canh võ điền ưu thủy. Nhưng mà canh thang điền ưu hạn, rồi cuộc đời nó không phải lúc nào cũng lũ lụt, mà tới cái thời nó khô hạn đó, thì con người lại sao? Lo sợ nắng khô, không có nước làm ruộng, người ta tìm phương cách này, phương cách khác để mà cho có nước. Nhưng mà canh tâm điền thủy hạn hạ, ô với câu này tuyệt vời không? Canh tâm điền, chứ điền là đà ruộng nhé, là canh gì? Canh cái ruộng tâm này nhé. Ráng làm sao mà canh nó để cho có nước hay là hạn gì đi nữa, nó cũng không có ưu sầu. Nhưng mà thầy thiệt tài thưa các vị á, mình nghe là nó dễ như vậy đó, nhưng các vị thấy canh nó không phải dễ nghe. Tôi nói thật cái gì là lúc này là tôi canh dữ lắm mà tôi canh không lợi nó đó. Thiệt, tôi canh mấy chục năm nay là có khi canh, có khi quên, mà mình canh không lợi. Cho nên nhiều khi ngẫm lại á, các Phật tử nghĩ thương Đức Phật dạy cho mình, trước tiên là phải thấy nó vô thường. Các vị nhìn kỹ á, tại vì có nhiều Phật tử lớn tuổi rồi, cảm thấy gọi là cái trần đời các vị ngao ngán, nhưng mà các vị giống như các vị không có sợ chết rồi. Chứ các vị ngồi nhìn kỹ coi nó không có gì, nó lâu dài đâu. Thì vui buồn, dinh nhục, bãi quấy, hơn thua rồi nó cũng vòng vòng một kiếp người. Rồi các vị thấy nó khổ nhất á, là nó quan trọng cái chuyện bồng bềnh của kiếp tử sanh, nó không biết ngày ra đấy. Như tôi nói kỳ rồi, các vị nhớ con người có ba giấc mộng nhớ không? Cái mộng của mình mỗi đêm mình ngủ, mình mộng mơ, mình thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ. Nhưng mà giật mình thức dậy thì mộng nó là mộng, nó không có gì nhé. Rồi mộng kiếp người mấy mươi năm kiếp người, cao nhất là 100 năm kiếp người. Nhưng mà rồi mộng là cũng là mộng, nhưng mà lại là mộng này, nó bắt đầu nó đi vào nỗi khổ, niềm đau này. Phải không? Tại vì trăm năm các vị có mặt trần thế này, các vị mơ mộng, cho nên nó có những cái tham vọng, nó có những cái tình cảm, nó có những cái tội lỗi, nó có những cái tạo tác, nó có những cái sự mê mờ, sân giận. Thế cho nên trăm năm kiếp mộng này nè, bắt đầu nó dẫn mình tiếp tục bồng bềnh trong cái mộng của cuộc đời tử sanh này không có ngày ra. Cho nên người tu thật sự ra là như tôi nói là canh tâm điền, canh cho được cái đất tâm. Cái đất này làm sao mà để trồng những cái giống tốt, đó là cái điều mình canh. Còn mà mình trồng những cái hoa màu hay là cái thời tiết thiên nhiên trần đời này á, nó sanh diệt, diệt sanh, nó đổi thay thay đổi là cái lý đương nhiên rồi. Cho nên nhiều khi tôi, nếu mà tôi thật sự cái thiệt các vị là tôi không, nhiều khi tôi nói thiệt lòng, tôi thấy tôi không có tu gì hết, cạo đầu cho nó mát nè. Cái đây là nói thiệt, nếu mà hồi xưa mà tôi không có cái cơ may mà tôi biết những cái lời chân thật này, chắc tôi bỏ đạo lâu rồi đó các vị. Bởi vì mình thấy cuộc đời sao nó đổi thay chóng mặt quá, phải không? Nó đổi thay từ bản thân, cho đổi thay từ chỗ ở, đổi thay từ tình cảm giữa con người với con người, mà chung quy mình trước mắt là nó đổi thay cái tâm thức của mình. Nó đổi thay lẻ làng quá, vui đó rồi buồn đó, thương đó rồi ghét đó, được đó rồi mất đó, sao nó lẻ làng quá, phải không? Các vị thấy nó lẻ với tôi thì thật sự theo tôi nghĩ, tôi thấy nó lẻ quá đi. Nhìn lại coi, các vị cứ chịu đựng đi, chịu đựng thử cái thời gian thôi, 5 năm sau thôi, những người ngồi trước mặt tôi bây giờ còn lại mấy người? Rồi 10 năm sau các vị nghĩ cái còn lại mấy người?
Bây giờ mình hơn thua, mình buồn giận với nhau, nhiều khi mình chấp nhá, chấp mắt từng cái lời nói, chấp mắt từng cái tiếng tương đi, chấp mắt từng cái chỗ ngồi tụng kinh. Thí dụ như thậm chí mình đi chùa, mình ngồi mình phải để cái giỏ bên cạnh, giỏ đó mình để hờ cho bạn tôi à. Như vậy là chưa tu được nha, cái này tôi nói thiệt à. Vô đây rồi không có của tôi nữa, mà phải có cái tâm bình đẳng nha. Tôi nói như vậy mà chắc chắn có nhiều vị sẽ khó chịu, nhưng mà nó là sự thật. Khi nào mà các vị bỏ được những cái tâm mà các vị phân biệt á, còn người này của tôi, người kia của tôi, hay là còn đây là kẻ thân, đây là người thù, là kia, mình bỏ được cái tâm đó đó là mình chiến thắng nhiều lắm rồi đó nghe. Mình mở miệng ra tu, có khi cạo đầu mấy chục năm thì cứ bỏ đó, bỏ không được đó nghe các vị. Các vị thấy tôi nói vô chùa kệ, ai vô trước ngồi trước, chứ không có xí chỗ cho bạn mình. Nhưng mà mình xề qua, xề lại, xề tới, xề luôn rồi các vị thấy quán tánh hồi khổ nha. Mà thế gian á, người ta nó ghét của nào trời trao của đó. Tôi thấy nó y như rằng đó, bởi vì các vị ghét người ta, thí dụ cái gì, ồ cái đó tôi không chịu, làm gì tôi bất mãn quá, cái đó tôi ghét cái đó. Rồi các vị ghét như vậy nó sẽ là cái gì? Nó sẽ đưa vào cái trí não này nè các vị. Rồi nó sẽ hiện hình, nó không phải hiện hình gặp mình hiện ra, hoặc là người thân mình hiện ra, hoặc là bạn bè mình hiện ra, nó y như những cái gì mình ghét kia đó. Cho nên mình đệ tử Phật là có nhiều khi mình, nếu các vị mà biết áp dụng được cái lời Phật dạy và áp dụng được lời của người xưa, nó rất là phù hợp. Các Phật tử ráng nghe Pháp đi nè, các vị cố gắng. Mình nghe Pháp để chi? Để giống như gọi là đọc Phật. Đọc Phật thư á, đọc Phật thư thì chiến hình vô cụ. Mình nghe cái lời kinh điển, nghe cái lời giáo lý rồi, giống như mình đọc lời Phật rồi đó, thì mình không có chiến tranh, hoặc có mình cũng không có hà cớ gì mình phải phiền não, mà mình cũng không có chuyện gì mà sợ tội lỗi nhé. Nếu các vị không làm tội lỗi thì không có hà cớ gì các vị sợ địa ngục hết đó nghe các vị. Tôi thí dụ như nè, nói là giới thứ nhất của Phật tử tại gia không giết người. Giới là tôi nhắc lệnh giới của các vị là không giết người nha, chứ còn chưa nặng sâu vào những cái con vật này kia. Cho nên có Phật tử vô mép với tôi nói có bà đó ở chung với con, bà ăn học vịt lộn lần mấy trứng gì đó, thầy sao bà hộ Bồ Tát giới được. Tôi nói cái chuyện đó, chuyện người ta ăn, người ta quên là mình nhớ làm chi, phải không? Nó khổ đi tìm ra cái đó. Cho nên cái vợ của chúng ta là hay đi tìm cái lỗi của người, mà nhớ rằng cái giới Phật tử tại gia của các vị, Phật chưa có dứt khoát cấm các vị không được giết những con vật nhỏ nên được quyền nha. Không khuyên mà cũng không bắt buộc. Quan trọng cái giới của Phật tử tại gia là không được giết người. Và tôi nhắc lại cái câu này rất nhiều lần rồi, phải không? Cho nên các vị nào ăn chay trường được là tốt, còn không ăn được cũng không hề tội lỗi gì nha. Đừng có ăn chay trường là mình nghĩ tao không ăn chay trường là mình khi dễ người ta, cái này mới là tội nè. Mình ăn chay trường mà mình không có lòng từ bi, mình ăn chay trường mà mình không có tấm lòng vị tha, thì dù mình có ăn rau ăn cỏ thì cái tâm mình nó vẫn là gươm dao nha. Cho nên tôi nhắc là các vị có nhiều khi đó, trên tinh thần đạo Phật của mình rất hay, nhưng vì mình không hiểu, mà không hiểu thì không áp dụng được vào cái đời sống thực tế. Cho nên nếu các vị không giết người thì đâu có sợ gì mà ai đòi mạng, rõ ràng không? Không giết người thì chắc chắn không ai đòi mạng. Rồi các vị không giết trâu bò heo chó thì con vật lớn thì các vị cũng không có hải hùng. Còn tôi nói thiệt các vị á, nói thì nói vậy thôi, chứ các vị giết con tôm, tép, gà, vịt, cái bản thân của nó đó, chừng nào nó lôi các vị được.
Nói như vậy tôi xin nhắc lại, không có nghĩa là tôi kêu các vị giết nghe. Nhưng mà tôi nói tại vì mấy cái chúng sanh này, cái nghiệp của nó nặng nề và cái mạng của nó trong một giai đoạn ngắn, cái phước nó mỏng, nghiệp nó dày, mà so lại với cái kiếp của con người mình á, tuy là mình nói vậy nhưng mà mình vẫn may mắn rất là lớn mới được thành người nhé. Thành ra tôi có lời nhắc nhở đại chúng, những Phật tử lớn tuổi có điều kiện ăn chay trường là điều tốt, tôi vẫn hoan hỷ tán dương cái chuyện này. Nhưng mà chưa đủ điều kiện hoặc sức khỏe hoặc hoàn cảnh, các vị cứ tự tại có chi ăn ấy, miễn làm sao giữ cái tâm của mình gọi là canh tâm điền đó, đó là điều quan trọng. Tôi nhớ ngày xưa cái câu chuyện có một vị thầy lớn, một vị hòa thượng tu rất là kỹ, tu cả một cuộc đời coi như là giữ gìn giới luật tinh nghiêm lắm. Nhưng mà sao cho tới hòa thượng bệnh, đem vào bệnh viện thì các bác sĩ nó bây giờ ngày ăn chay từ nhỏ cho nên bây giờ ngày xíu chất này. Bây giờ chúng tôi nếu mà mổ xẻ hay hoặc là gì đó nó không đủ cái đề kháng, cho nên bây giờ phải đề nghị hòa thượng phải có cái chất đó để mà đủ cái sức đề kháng để chúng tôi giải quyết, hy vọng cái căn bệnh của hòa thượng. Thì bây giờ hãy nói lên thì ông Phật tử không chịu ăn. Mà bệnh thì thập tử nhất sinh, mà Phật tử thương thì bây giờ làm sao? Phật tử thương là các Phật tử cũng tội về cầu trời hẳn Phật, nói thôi cho con làm tội này vì thầy con. Tại vì thầy con còn sống ở trần gian ngày nào đó thì còn bao nhiêu người ta đến chùa người ta tu, người ta đến với đạo, người ta nhờ cái oai đức của thầy con, thôi trời Phật thương con, cho con huynh đệ con mỗi người chia tội một chút, mua mấy con gà về hầm ở trên đó, nó có cái nước, cái chất dinh dưỡng. Thế thì hầm rồi nấu cháo, nghiến rồi đem vô hòa thượng đổ cho ngài, rồi ngài khỏe rồi ngài mới được đủ cái sức khỏe để mổ, rồi sau đó ngài lành bệnh về. Về thì ngài mới nói, nghe ban đầu thì thầy đi khám bệnh thì nghe bác sĩ đó là cái bệnh thầy là coi như là như đèn treo trước gió, và đề nghị là thầy phải có sức khỏe mới mổ được này kia nọ, mà rồi thầy không chịu, rồi thầy nằm hôn mê con, rồi sao mà tự nhiên bữa nay thầy hết, chắc nhờ trời Phật thương, chắc thầy xấu thầy chưa hết rồi. Nói vậy thì các Phật tử á, quý vị nên nhớ mà cái miệng thế gian đâu có nhịn được đâu. Mới đặt nghe nói vậy quỳ, nói dạ con xin sám hối với hòa thượng, sám hối với thầy. Và tại khi bác sĩ nó cần cái sức khỏe mà lúc đó thầy không mê rồi á, cho nên chúng con chịu không có nổi, cho nên chúng con nghĩ là cái mạng sống của thầy là cần, bởi vì thầy còn sống ở thế gian ngày nào á thì phước báo của thế gian mà được nương nhờ, dầu là thầy không nói năng chi nhưng mà cái uy đức của thầy mấy mươi năm tu hành ta thấy thầy đã quý rồi. Cho nên con nghĩ là nếu mà thầy mà vắng bóng thì cửa chùa nó buồn bã, rồi nó mất cái sự tính tâm, sự tu hành của Phật tử nhiều lắm. Vì vậy mà tụi con mới ráng về ra chợ mua mấy con gà về nấu hầm cho nhiều ra, rồi giả ra rồi sai đem cho thầy. Ông hòa thượng nghe nói vậy cũng trào máu chứ. Thiệt hết chứ không phải, bởi vì cái đây là cái sự chấp của các vị. Chắc là uổng công trình mình ăn chay mấy chục năm mà để gì, vì mình cái sự chết của mình mà mình muốn chết cho nó rồi, mà đệ tử nó thương nó làm vậy chứ. Các vị biết ngài chết tức như vậy ngài đâu có siêu thoát được, dầu là hòa thượng nghe, nhưng mà chết tức tưởng là siêu thoát không được. Cho nên các vị nhớ á, cuộc đời này á, hơn thua cái nhau chỗ tu hành và chỗ giải thoát nghe. Chứ có nhiều khi nói vẫn phải tôi bài bác với hòa thượng, nhiều khi tôi mấy chục năm làm hòa thượng nhưng mà có khi cái chấp cũng không bỏ được nghe. Chứ không phải nói ai à cạo đầu lâu năm ha, ăn chay lâu năm là thành Phật đâu. Nó quan trọng cái tâm điền á.
Thế thì Ngài chết thì không siêu thoát được. Bắt đầu Ngài ở trên cái máng chùa đó, các vị nên nhớ đó, con người mà chết không siêu thoát đó, có tội mà ức quốc ức tích tối mà chết đó, là thành ma thành quỷ nha. Cho nên các vị Phật tử thì các vị tu có gì đừng có sợ thành ma, không có dễ thành ma đâu. Các vị có tu là không ai mà dạy như thành ma hết á, tôi nói thiệt. Các vị cứ phải sống phi phả, sống thanh thản, sống có tình có nghĩa, sống có tâm có trí vậy nè. Các vị chết tôi nói thật là không ai mà ở đó quá 49 ngày hết á, tôi khẳng định chỗ đó. Bởi vì khi mình đã học Phật rồi, mình tu hành mình biết cuộc đời này sanh lão bệnh tử rồi, cho nên chết rồi các vị ra đi, chứ tôi biết các vị không ở dại dở nó chi là cái hương hồn. Tôi biết như vậy, tôi khẳng định điều đó. Các vị mà tu hành đàng hoàng, mà tu có chánh niệm, tu có chánh tâm rồi đó, lúc đó không ai mời các vị cũng đi nữa. Bởi vì khi cái thần thức này nó xuất khỏi thân này nè, là tự động nếu các vị mà làm những điều lành, có làm những điều tốt, có bố thí, có cúng dường, có tu nhân tích đức, tự động nó có cái luồng ánh sáng thật là sáng, giống như nó hút mình đi à. Các vị có muốn ở lại cũng không được nữa. Còn ngược lại, các vị làm những điều tội lỗi xấu xa, nó gọi là trầm địch á, nó nặng quá, nó kéo lôi thì cái ánh sáng nó có hút các vị cũng nổi nữa. Mà đó, nó làm cho các vị bây giờ đi không được, nó lẫn quẩn với nó nặng quá mà, nó giống như nó bay không nổi, nó là đà thì lúc đó cái lằn hắc khí, cái sự tối tâm nó đè nặng các vị, hoặc giả cái đường sáng cái gì không đi mà quý vị đi ngược lại cái đường mờ mịt đó nghe. Cho nên tôi khẳng định đại chúng, cái gì tôi không dám bảo đảm cái này, tôi là bảo đảm các vị cứ việc sống về đi, sống cái thanh thản, sống tôi nói sống bớt thôi, chứ tôi bảo đừng giận không được. Sống bớt giận, bớt hờn, bớt quán giận, quán thù. Sống bớt coi như là lưu luyến. Sống bớt những cái mà tham chấp. Sống bớt những cái mà mơ mộng á, là các vị ra đi là nó đè nặng vậy đó. Dù là vị trụ trì, nhưng mà khi cái tâm này nó trở thành cái tâm ma rồi, cho nên không được lên ngồi bằng thờ tổ nha. Ở lúc chùa cứ tối về trời tối đi, sẩm thịt về là ông rên ông ấy nằm bệnh liệt giường, đệ tử nó cho hút cháo xương nữa. Rên thì cái đệ tử nằm bệnh liệt giường, đệ tử hút cháo xương. Thế thì cái chùa đó sao không ai ở được hết trơn, và không người nào dám ở, cứ ở đỡ điên nghe rên thì ai dám ở quý vị. Thông thường cái tâm của chúng ta đó, con người thật gì mà khi ta không sợ mà ta sợ cái hồn, phải không? Có không cái gì? Có nhiều người nói với tôi, thấy con tới chùa con không dám đi khu vực bằng phong. Thật sự họ con, mình cũng không biết cái hồn nó là sao nữa. Mà quý vị sợ, quý vị có thấy thì quý vị sợ. Quý vị diễn tả cái hồn nó sao cho tôi nghe coi. Quý vị chưa từng thấy mà quý vị lại sợ là sợ là sao? À, cho nên tôi trở lại cái vấn đề ấy, thì đại chúng thấy ấy, mình sợ cái hút cháo xương làm ai dám hút chùa trên đó. Ngày hôm đó có một thầy, một thiền sư, giàu là tuổi nhỏ nhưng mà người ta đã hiểu đạo rồi, thì tình cờ đi ngang chỗ đó nghe bà con trong làng nói chùa tôi có một hòa thượng ma. Thì ông thầy nói ủa hòa thượng sao hòa thượng ma, đó là hòa thượng, chứ hòa thượng dịch đó là lực sanh, là đủ cái đạo lực để sanh ra muôn pháp lành để cho người đời cũng như người đệ tử nương tự á. Chứ hòa thượng dịch đó là lực sanh, lực là đạo lực đó, sanh ra muôn pháp lành. Mà sao hòa thượng mà hòa thượng ma? Thì bà con dân làng nó kể đó, hòa thượng đó tu hành chân chánh lắm, cả đời trường trai giữ giới tu hành thanh tịnh lắm, nhưng mà hòa thượng có cái chấp vậy đó. Mà ai khuyên hòa thượng cũng nghe hết á, nhưng mà đệ tử thương quá đi, cho nên khi hòa thượng bệnh á, người ta nấu cháo gà cho hòa thượng lén, cho hòa thượng ăn, để rồi mổ cho hòa thượng lành vậy. Mà hòa thượng hỏi tại sao hòa thượng sống tới ngày hôm nay, hòa thượng tức, hòa thượng ói máu, hòa thượng chết. Thế thì thầy được rồi, tối nay tôi tới tôi ngủ.
Thế thì ông thầy này ông liều mình, ông tới ông ngủ ông nằm cái giường ngay cái nắng xấu ấy. Nửa đêm cụ ông hiện lên, ông cũng rơ thì ông nói là coi như nằm nằm bệnh liệt giường đệ tử cho hút cháo xưa. Ông thầy này ông ngồi ông vỗ cái giường cái bóp ông đấy, đã biết vô thường sao không tìm đến cõi Phật đường, tâm con thẳng tới Phật đường mà chấp chi chén cháo xưa. Biết nó vô thường, nằm bệnh liệt giường, không tìm đến Phật đường mà chắc chi cái chén cháo sư. Tôi dịch nghĩa chữ Hán nhưng mà tôi dịch chữ Việt rõ vậy. Như vậy tất cả mọi việc nó là vô thường mà. Cho nên các vị nhớ, cái sám hối của ta có câu là tánh tội vốn không do tâm tạo. Vì vậy mà tôi nhắc đại chúng nhớ, người tu ban đầu của mình là phải dừng. Dừng, có nghĩa là tu chỉ đó, tu chỉ nghĩa là dừng lại. Dừng ngay lại những cái đau buồn trong quá khứ. Và dừng ngay lại những cái tham vọng mơ tưởng hão huyền trong tương lai. Ngay hiện tại, các vị nhìn coi nghe tôi nói, các vị nhìn những người bạn xung quanh mình coi. Mình nhìn cái cư xử, cái hành xử, cái oai nghi, cái lời nói và cái khuôn mặt, biết cái người đó như thế nào liền à. Các vị nhìn, thế là các vị cũng có nhiều người bạn chứ. Rồi các vị mới coi, không phải mình so sánh để mình khi dễ mình coi tại sao người bạn này mình học được cái gì, người bạn kia mình học cái gì, hoặc mình chia sẻ cho người bạn mình được cái gì, người bạn kia cái gì. Mình nhìn những người xung quanh của mình, những người nào mà bớt đi cái tham vọng của tương lai á, thì người ta mở miệng ta nói chuyện mình thấy nó nhẹ cho mình lắm. Chơi với người bạn đó thì sao, nó thôi mấy mươi năm rồi chị à, mình thấy cuộc đời nó cũng vô thường, thôi bây giờ mình buông cho con mình, cho cháu mình buông cái gì được mình buông để mình đi chùa, mình tụng kinh, mình làm phước, phải không? Đó là những người bạn người ta bắt đầu ta dừng được cái tương lai bớt rồi đó. Còn mà chơi những người bạn đó, ồ sao bà rảnh mà đi chùa, tôi không rảnh nè. Tôi một ngày của tôi vậy là tôi phải làm bao nhiêu việc để tôi làm cho bao nhiêu đồng tiền. Tôi phải thế này, tôi phải thế khác. Tôi bà biết là tôi đây là coi như là một năm thì tôi phải đi du lịch 7 nước à. Tôi phải có tiền cho nên tôi phải giữ cháu nội cháu ngoại dùng tụi nó, tôi canh nhà cửa tụi nó để tôi, rồi tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Mà cuộc đời này có cái gì phải không các vị? Cho nên các vị chơi với người bạn như thế đó thì các vị thì sao? Bắt đầu có khi nhiều khi nó cũng lay, nó về mình buồn chết rồi. Điều này mình sách giỏ mình đi chùa hoài mà thế này, không biết rồi mình có được an ổn hay không nữa đây. Trong khi người bạn mình phải thế này, phải thế nọ. Mà nếu cuộc đời này mà nghĩ cái gì cũng phải thì nó đâu phải cuộc đời, nó phải không? Nhưng mà cái tên từ tiểu Việt mình hay cho đó, tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia. Còn gặp chơi những người bạn sao? Thôi chị à, tôi nghĩ quá khứ nó đã qua rồi. Cuộc đời vinh nhục ai cũng từng nếm trải mấy mươi năm rồi, cuối cùng nó là phù du. Thôi chị em mình dìu đỡ nhau đi chùa, dìu đỡ nhau làm những điều lành, mình ủng hộ, mình hết lòng đóng góp cho xã hội, mình thương yêu mọi người nghe chị. Những cái gì đã qua rồi, nó mình phải đóng màn lại. Thì các vị thấy thì sao? Lần này không có gặp chơi thì bạn nói, tôi nhớ bà nhớ không? Hồi nhỏ cái người đó nó ở chung xứ mình, nó vậy vậy vậy, bà thấy không? Qua đây là tôi thấy cái mặt nó ngân ngân là tôi mắc ghét rồi, cái gì thấy. Mình chơi với người bạn như vậy thì các vị thấy có an lạc không? Không, tôi phân tích đây không phải tôi đem cái cuộc đời ra chuyện đời tôi nói, nhưng mà tôi nhắc các Phật tử để chi, nếu mình có đủ cái khả năng thì mình gần những người bạn tốt thì mình là điều may mắn. Nhưng mà do cái nghiệp của mình, có đâu lúc nào mình cũng gặp bạn tốt đâu. Nếu mình gặp những người bạn như vậy thì mình cố gắng đem cái tâm lực của mình ra, mình khuyên cho người ta tu. Các vị nên nhớ, thầy Thiện Tài chia sẻ với đại chúng á, các vị không có cần tu gì nhiều á, các vị hướng dẫn cho một người đến với đạo phát cái tâm lành thôi là đủ đền ơn tam bảo. Tôi nhắc cái câu này nhiều lần rồi nhé.
hướng dẫn một người thôi, bất cứ người nào, người thân của mình cũng được, mà đến với đạo mà phát được cái thiện tâm thì đủ đền ở Tam Bảo. Và cho nên tôi nhắc nhở đại chúng, những cái điều tôi suy nghĩ tôi phải cần phải nói, nhiều khi giảng cần nói như vậy để cho các Phật tử có nhiều khi cũng không để ý. Cho nên tôi xin nhắc lại hai câu đó, ai thuộc bài trả tôi nghe liền nè. Canh Võ Điền, sao? Canh Võ Điền U Thủy. Võ đây là ông vua Võ, cái thời vua Võ mà làm ruộng thời ông vua Võ đó thì lo sợ cái nạn nước, phải không? Nước dâng lên, nước lụt. Canh Than Điền U Hạn. Rồi nhưng mà Canh Tâm Điền Thủy Hạn Hà U. Thuộc chưa? Cụ Tâm Ba trả bài cho con. Canh Tâm Điền Thủy Hạn Hà U, tức là hạn hay là không có hạn mình cũng không có lo. Dạ đúng rồi, mình lo cái tâm mình thôi. Cái gì nó đến thì nó đến. Rồi cái câu đọc binh thơ cụ chiến, đọc đây là mình đọc sách á, đọc sách binh thơ binh pháp á, thì mình lo xài cái chiến tranh. Đọc lực thơ cụ hình, nhưng mà đọc Phật thơ chiến hình vô cụ. Đọc sách của Phật á thì coi như là chiến hà lực gì cũng chẳng khe, thấy không? Bởi vì là Phật dạy đâu có bao giờ Phật xuống mình đi chiến tranh, Phật đâu bao giờ xuống mình làm tội lỗi đâu. Thì mình không làm tội lỗi thì sợ chi cái nguồn tội. Thí dụ như ngay ở đất Mỹ này thôi, các vị có phước, các vị ở đất này nè, các vị thấy nó như tôi đã nói từ đầu đó, không có lòng, không có tình người. Nhưng mà không có tình người đây không phải là không có tình người của giữa con người với con người, nhưng mà có nghĩa là vì mình sống, mỗi người đều sống đúng cái luật pháp của quốc gia, của chính phủ quy định, thì có bao giờ anh cảnh sát có tới thăm các vị làm gì không? Tôi ở 8 năm nay không hề gặp, thậm chí gặp anh cảnh sát còn đứng về chào mình đàng hoàng nữa mà. Họ không hề bước tới chùa hỏi tôi có điều gì hả cả. Không bao giờ họ gõ cửa, họ xét mình. Thậm chí không bao giờ chỉ trừ ra đi máy bay để mà mình có đúng mình để mình đi vô phi trường, vô cái nguy cơ hay không thôi, phải không? Chứ còn không hề ai xét giấy tờ mình nhé, nếu mình không làm điều tội lỗi. Như vậy ý là thiền thầy cũng chia sẻ các vị nên nhớ như vậy. Thật sự rằng cái nhân loại của mình á, mà tổ nhân cũng nói là nhân loại bản nhất, nhân loại bản nhất quần khô, tiết xương khô lâu ngày, cho nên mới trở thành cha con, trở thành quân thần. Rồi nó có những cái khúc nhạc, khúc điển chương, những cái bài thơ, những cái đấu trường văn võ. Nói câu này là phải suy nghĩ. Như vậy tôi nhắc lại chúng, hồi nãy tôi nhắc cho các vị cái bước đầu tiên tu tập của mình là chỉ, thì bây giờ tới cái bước thứ hai của mình là phải quán. Ai chấp nhận bằng lòng theo Phật và đi trên con đường của Phật nghe các vị. Mình phải quán chiếu cuộc đời này là một đống xương khô, mà do xương khô chơi chúng cái xương khô lâu ngày cho nên mới trở thành cha con, nó trở thành vua tôi, nó trở thành phụ chồng vợ, nó trở thành điển tích, điển chương, văn võ. Là câu này tuyệt vời, nghe nó đơn giản nhưng các vị động não, các vị suy nghĩ nó thực tế nó như vậy. Nghe ghê chưa? Nghe thì nó như hải hùng nhưng mà nó là sự thật. Cho nên còn cái thế giới này, thế giới nảy chúng sanh xương, nảy chúng sanh sắc tương, thái tức sắc tương, ngật sắc tương, ngật thành trinh tru sát phạt nhân quả luân hồi. Thế gian chính là chúng sanh sắc tướng, chính vì sắc tướng, ăn sắc tướng, làm nên giết chóc chinh phạt mới có nhân quả luân hồi. Cái thế giới này các vị thấy rõ ràng nó là sắc tướng mà. Sắc mà tại sao nó tước?
bởi vì nó có màu sắc, nó có rộng hẹp vuông tròn, nó có phải quấy hơn thua, nó có cứng mềm. Nhưng mà sự thật nó có tồn tại đâu? Nó chỉ cái duyên gá hòa hợp. Cho nên thế gian này gọi là sắc tướng. Mà vì sắc tướng nó ăn sắc tướng, thì nghĩa cái câu đây ghê không các vị? Sắc tướng nó ăn sắc tướng, cho nên nó mới có vấn đề. Nó thành ra có cái vấn đề mà gọi là giết chóc chinh phạt nhân quả luân hồi. Giống như bây giờ á, con người mình cho mình đi, con người ăn con vật, thấy không? Rồi con vật này ăn con vật kia, rồi ăn qua ăn lại lẫn nhau, rồi con người mình chết thì con vật nó ăn con người. Thì phải thế gian này sắc tướng là vậy ư? Sắc tướng ăn sắc tướng, các vị mạnh khỏe như vậy, chứ còn nếu mà các vị nhắm mắt tắt hơi rồi thì sao? Nếu mà đem đi chôn thì tất cả nó trả về đất nước gió lửa, nhưng mà trước khi nó trả đó thì sao? Từng con vòi, con bọ, con vi trùng. Còn nếu đem mà như Ấn Độ mà gọi là thủy táng thì thải xuống sông con cá, mà thải trên núi thì con chim nó mổ. Thì thế gian này sắc tướng ăn sắc tướng, mà từ sắc tướng ăn sắc tướng như vậy, cho nên nó lâu ngày nó trở thành sát phạt với nhân quả luân hồi. Cái câu này rất là lý thú, rất là tuyệt vời. Thì đó, tôi nhắc nhở cho đại chúng vài lời như vậy. Sáng nay nó có lộn xộn một chút là cái âm thanh. Thì tôi nghĩ rằng cái âm thanh chùa sau này thì chỉnh một lần thì nó không có ồn, nhưng bây giờ chỉnh lại rồi. Thì các vị biết tôi, xin lỗi các vị là tôi chưa phải là thánh nha, cho nên nó dễ bị động lắm. Thành ra thôi, thì chiều nay 1:30 mình học tiếp cái bát nhã nhân giác nha.